Chào mừng các em đã quay trở lại, mình là Leo. Trong nội dung hôm nay thì chúng ta cùng đến với lại một cái nội dung rất là thú vị. Đó chính là những cung mệnh nào ảo diệu nhất ở trong Genshin Impact có thể khiến cho nhân vật của bạn trở thành giống như là một nhân vật mới hoàn toàn, hay là thậm chí là tái sinh nhân vật bạn lại trở nên lợi hại hơn. Rất xứng đáng để mà các em yêu quý những nhân vật đó, chúng ta cân nhắc. Chúng ta cùng đến với lại những phân tích dưới đây của Leo. Đầu tiên, chúng ta phải hoàn toàn đồng ý với lại nhau là tất cả những nhân vật 5 sao Genshin Impact hiện tại chỉ cần cung mệnh không, các anh em xây dựng đủ là hoàn toàn có thể giúp các anh em vượt qua tất cả những cái thử thách khó nhất của Genshin Impact. Về cơ bản thì cái cơ chế nó cũng rất là ổn định rồi. Nhưng mà Genshin Impact của chúng ta đã 2 năm tuổi rồi. Đó, một số anh em ở đây giống như Leo đã chạm cái ngưỡng mà không thể nào phát triển lên được nữa. Muốn phát triển lên thì bắt buộc là chúng ta cần phải đầu tư vào cung mệnh. Và đối với lại những cái nhân vật khác nhau thì cái mức độ quan trọng và cái hiệu quả trên cái cung mệnh mà chúng ta đầu tư là không giống nhau. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đó, chúng ta nếu mà muốn đầu tư cung mệnh thì chúng ta sẽ đầu tư cái nhân vật nào sẽ là lời nhất. Nhưng mà chỉ phân tích tới cung mệnh 2 mà thôi. Tại vì có rất nhiều những cái nhân vật, tuy là cái mức độ cung mệnh 6 có khả năng quyết đại vô cùng lớn, cái này vô cùng lớn. Ví dụ như là Ella, Sao, rồi Yelan, Tatalia, rồi Ganyu, vân vân. Rất nhiều nhân vật của chúng ta hiện tại ở mức độ cung mệnh 6 vô cùng phá game cái này. Nhưng mà cung mệnh 6 đâu có phải ai muốn đầu tư là đầu tư được đâu. Nhất là mình nghĩ rằng anh em nào mà muốn đầu tư cung mệnh 6 thực sự là có điều kiện kinh tế, hoặc là chúng ta gọi là ôm nguyên thạch gần một năm trời đó, thì may ra mới có thể đầu tư được cung mệnh 6. Vì vậy cho nên là trong nội dung hôm nay thì chúng ta chỉ bàn luận tới cung mệnh 2 mà thôi. Còn đối với lại những nhân vật 4 sao thì cung mệnh 6 có thể kiếm được mà. Đó, ví dụ các anh em thấy là Leo cũng hoàn toàn có khả năng kiếm được rất nhiều nhân vật cung mệnh 6. Chỉ cần cái khoảng thời gian của anh em chơi lâu lên rồi, từ từ chúng ta cũng sẽ có những nhân vật 4 sao cung mệnh 6. Đúng là những nhân vật 4 sao. Bỏ qua những cái nhân vật mặc định, ví dụ như là Amber, Lisa, Kaya đi. Tại vì cung mệnh của nhân vật này rất là khó kiếm các anh em. Chỉ có một cách, đó chính là các anh em sẽ mua ở trong shop Tinh Huy. Nhưng mà cái thời gian cũng như là cái tinh huy tiêu tốn cũng rất là nhiều. Thì trong những cái cung mệnh của ba nhân vật mặc định này thì cung mệnh 6 của Kaya nổi lên như là một cái cung mệnh sẽ nâng tầm cái khả năng gắn ấn gây sát thương cũng như là năng lượng cho Kaya. Còn đối là những nhân vật 4 sao thông thường thì Bennett cung mệnh 1 đó chính là cái cung mệnh mà Leo nghĩ rằng các anh em nên mở đầu tiên. Với khả năng hồi máu tăng tấn công thì ở mức độ của mình không, các anh em chỉ có thể nhận được một trong hai thôi. Thì tại cung mệnh 1, các anh em đã có thể nhận được cả hai, quá hời đối với lại một cái cung mệnh dành cho Bennett. Ngoài ra, cung mệnh 6 của Bennett cũng là một trong những cung mệnh rất là đặc biệt, mang rất nhiều tranh cãi. Khi mà mở khóa thì các anh em cũng có rất nhiều cái được, nhưng cũng có nhiều cái mất đi. Đó, vì vậy cho nên khi mà anh em nào dám mở khóa cung mệnh 6 thì rất xứng đáng với cái dòng chữ ở tên cung mệnh Lửa và Can Đảm. Cái được đó chính là lúc này Bennett có khả năng hỗ trợ những cái đồng đội nguyên tố hỏa tốt hơn, rồi nhuộm nguyên tố hỏa vào trong tấn công thường, kết hợp cùng với lại tự bản thân mình cũng có thể trở thành một nhân vật đứng sân đánh rất là ác. Nhưng mà cái mất đi đó chính là lúc này chúng ta không còn hỗ trợ được những cái nhân vật mà đánh sát thương vật lý, cũng như là một số những cái nhân vật như là Katrin. Tiếp theo đó chính là cung mệnh 4 của Sanglin. Sanglin là một nhân vật hỗ trợ sát thương bằng kỹ năng nộ và gắn ấn bằng kỹ năng nộ cho một số đội luôn. Và cung mệnh 4 này kéo dài cái khả năng gây sát thương cũng như là gắn ấn của bánh xe lửa kỹ năng nộ. Thực tế, vừa tăng sát thương vừa giúp cho cái chu kỳ hỗ trợ của Sanglin của chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và đối với là Sanglin, về cơ bản, cung mệnh 4 là đủ rồi. Cung mệnh 2 của Sinchil. Tuy cung mệnh 6 của Sinchil giúp cho Sinchil gắn ấn thủy tốt hơn, rồi tăng một ít sát thương kết hợp cùng với lại vấn đề năng lượng, nhưng mà cung mệnh 2 của Sinchil mới là cái cung mệnh mà Leo đánh giá là quan trọng nhất. Về cơ bản thì khi mở khóa cung mệnh 2, cái chu kỳ kỹ năng nộ đã được kéo dài thêm 3 giây. Cũng với là việc giảm kháng nguyên tố thủy 15% có thể hỗ trợ làm tăng sát thương cho đồng đội kẹp cùng, ví dụ như là Yelan, hoặc là đơn giản ngay chính bản thân của Sinchil cũng được tăng sát thương nhờ cái việc giảm kháng này. Cung mệnh 6 của Fischl, quả bóng đêm. Khả năng hỗ trợ của Fischl ở mức độ dưới cung mệnh 6
cũng vẫn rất là ổn áp cái này. Nhưng mà khi mà mở khóa cung mệnh 6 thì thật sự là nó đã nâng tầm của cái khả năng hỗ trợ này lên một cái tầm cao mới. Kéo dài thời gian tồn tại của quả Oss thêm 2 giây, nhưng mà kết hợp cả AoE thì lên đến mức độ 4 giây, đảm bảo cái chu kỳ của Official sẽ trơn tru mượt mà hơn, và ngoài ra còn tạo thêm nhiều hạt năng lượng hơn nữa. Tại các em biết là quả Oss đứng sân đánh sẽ cũng sẽ tạo ra những cái hạt năng lượng. Chưa hết đâu các em, quả Oss còn kết hợp cùng với lại nhân vật đang đứng sân cùng tấn công, gây thêm sát thương nguyên tố lôi, giúp cho cái mật độ nguyên tố lôi ở trong trận chiến dày đặc hơn. Vì vậy cho nên là những nhân vật hệ lôi, ví dụ như là Yamiko, Saino với lại Katrin, hoàn toàn có khả năng kết hợp rất là tốt cùng với lại Fischl cùng mệnh 6. Tiếp theo, đối với lại Shrew các anh em, cung mệnh 6 là một cung mệnh rất là quan trọng, giúp cho cái khả năng hỗ trợ của Shrew tốt hơn. Nhưng mà cái cung mệnh mà Leo đánh giá quan trọng nhất đối với lại Shrew lại là cung mệnh 1. Tại vì Shrew muốn đánh nổ được á, thì chúng ta cần phải có năng lượng. Mà muốn có năng lượng thì chúng ta phải đánh được kỹ năng nguyên tố đó tối thiểu là 2 lần. Nhưng mà các anh em thấy ở đây, mảnh chương tế lệ kể cả là mức độ tinh luyện 5 chăng nữa thì cái tỷ lệ mà đánh được 2 lần á, gọi là reset cooldown kỹ năng nguyên tố chỉ có 80% mà thôi. Đó, vì vậy cho nên là khi mà mở khóa cung mệnh 1 sẽ đảm bảo cho các anh em có khả năng là gần như 100% các anh em có thể đánh 3 lần E các anh em. Và vấn đề đánh 3 lần E đối với lại Shrew sẽ đảm bảo cái vấn đề năng lượng và cái chu kỳ của Shrew nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Tiếp theo, cung mệnh 6 của Noel. Không giống như là Ninh Quang, kể cả là không có cung mệnh 6 thì Ninh Quang hoàn toàn có khả năng trở thành một nhân vật DPS rất là tốt. Nhưng mà đối với lại Noel thì để mà muốn trở thành một cái nhân vật DPS tốt, có lẽ là các em cần phải mở khóa cung mệnh 6. Trạng thái cường hóa quét sạch của kỹ năng nổ sẽ được gia tăng thêm tấn công tương đương với lại 50% phòng ngự của Noel. Ngoài ra thì còn kéo dài cái thời gian duy trì của trạng thái này mỗi khi mà các em đánh bại một kẻ địch nữa. Leo nhớ rằng là có một số anh em đề xuất Noel giống như là một cái nhân vật gọi là dành cho những anh em người chơi mới, nhưng mà cá nhân Leo thì lại không đề xuất như vậy. Tại vì việc mà để có được một cái cung mệnh 6 của một nhân vật ở trong cái giai đoạn đầu tương đối là khá khó, với lại cái đội hình của Noel thì cũng yêu cầu gắn kết với lại một số những cái nhân vật đặc biệt cũng tương đối là hơi khó kiếm, ví dụ như là Goro. Cái nhân vật 4 sao còn lại thì cũng có những cái nhân vật có những cái cung mệnh rất là ngon. Ví dụ như là cung mệnh 2 Trong Jun, cung mệnh 6 Niên Quang, cung mệnh 6 Yan Fei, rồi cung mệnh 6 của Thomas, Jun Jin với lại Sayu. Nhưng mà về cơ bản thì cung mệnh 6 của những nhân vật này cũng không thay đổi nhiều cái bản chất của những cái nhân vật đó. Mà có 3 nhân vật, đặc biệt cung mệnh 6 rất đáng đầu tư và thay đổi về cơ bản cái khả năng hỗ trợ lên một cái tầm cao mới rất là gọi là quan trọng mà các em cần phải lưu ý. Đó chính là ba nhân vật hỗ trợ độc quyền dành cho ba hệ: Koyosara dành cho hệ lôi, Goro dành cho hệ nham và Faruzan dành cho hệ phong. Ba nhân vật này chúng ta hay nôm na gọi vui đó chính là trấn của cái hệ đó. Tại vì ngoài cái khả năng hỗ trợ cơ bản của ba nhân vật này, ví dụ như là Sara tăng tấn công, Goro tăng phòng ngự, còn Farzan thì tăng sát thương nguyên tố phong với lại giảm kháng nguyên tố phong, thì cung mệnh 6 của cái ba nhân vật này lại giấu một phần cái khả năng hỗ trợ của mình, đó chính là tăng sát thương bạo, rất nhiều sát thương bạo cho những cái nguyên tố mà mình hỗ trợ. Sát thương bạo luôn luôn là một cái chỉ số mà tất cả các anh em nào mà quan tâm tới sát thương là cuồng luôn cái chỉ số đó các anh em. Build càng nhiều càng tốt đó. Ví dụ ở đây chắc chắn rất nhiều anh em đã build Ayaka rồi 270% sát thương bạo, hoặc là Ito rồi 240% sát thương bạo trở lên. Thì bây giờ có thêm một cái nhân vật đẩy thêm cái sát thương bạo nữa lên nữa thì wow, quá tuyệt vời. Cung mệnh 6 của Sara có khả năng đẩy thêm 60% sát thương bạo nữa cho nhân vật hệ lôi. Goro thì có khả năng đẩy 40% sát thương bạo cho các nhân vật hệ nham. Còn Faruzan, tuy là cái khả năng đẩy thì chỉ có 40% sát thương bạo cho những nhân vật hệ phong thôi, nhưng mà về tổng thể cung mệnh 6 đối với là Faruzan là một cái sự thay đổi về chất cực kỳ lớn các anh em, khi mà có khả năng gây thêm cái hiệu ứng áp suất sụp đổ của kỹ năng nguyên tố cho kẻ địch mỗi 3 giây một lần. Cái điều này làm cho Faruzan sẽ tạo thêm hạt năng lượng nè, rồi gom quái nè, và cuối cùng là còn thay đổi cả thánh di vật có khả năng sử dụng nữa, lên trở thành là chúng ta lúc này có thể sử dụng bộ 4 thiên nham vững chắc, tăng tấn công cho cái nhân vật hỗ trợ, rồi còn tăng thêm hiệu quả khiên nữa.
Và đa số nhân vật hệ phong của chúng ta là xông thẳng vào trong trận chiến, tấp luôn, vì vậy cho nên là rất cần khiên để mà chống gián đoạn cũng như là đảm bảo sinh tồn. Đầu tiên, nói về cái mức độ mà cung mệnh ổn định và toàn diện á, thì Leo đánh giá rất cao hai nhân vật, đó chính là Zhong Li và Ye Lan. Cung mệnh nào nó cũng hiệu quả và cung mệnh nào thì nó cũng có cái nét đặc sắc của riêng mình. Đó, và thậm chí là Ye Lan khi mà mở khóa cung mệnh 6 thì trước đó thì đi hỗ trợ người khác, nhưng mà đến lúc mà mở khóa cung mệnh 6 thì người khác hỗ trợ Ye Lan thôi, chứ còn mà không cần phải đi hỗ trợ ai cả. Nhưng mà ở đây thì theo quy tắc chúng ta chỉ nói đến cung mệnh 2 thôi. Thì cung mệnh 2 mà Leo đánh giá cao nhất có lẽ đó chính là Radahn Shagan, ở nhân vật chuẩn bị chạy lại ở trong nửa sau phiên bản 3.3. Với cơ bản, cung mệnh 2 sẽ biến Radahn Shagan từ một nhân vật hỗ trợ thành một nhân vật DPS luôn nha các anh em. Đó, lúc này Radahn Shagan hoàn toàn có thể đứng sân và chém thoải mái tung hoành. Cái khả năng hỗ trợ này của Radahn Shagan chỉ nằm ở mức độ cung mệnh 2, nhưng mà đối với là một số nhân vật khác, ví dụ như là Yamiko, phải nằm ở mức độ cung mệnh 6 luôn. Phải nói đây là một trong những cung mệnh khá là hời dành cho những anh em yêu quý lôi thần đó. Và khi mở khóa cung mệnh 2, chúng ta đã có một nhân vật 2 trong 1 luôn, vừa là DPS chính vừa là hỗ trợ. Cung mệnh tiếp theo mà Leo đánh giá cao đó chính là cung mệnh 2 của Thảo Thần. Ồ, lại một vị thần nữa sao? Phải nói rằng cung mệnh 2 của Thảo Thần không có thể hỗ trợ toàn diện tất cả mọi nhân vật, nhưng mà đây chính là một cái sự hỗ trợ rất cần thiết cho những cái đội hình mà Thảo Thần tham gia đó và liên quan tới phản ứng của hệ Thảo các anh em. Đúng là những cái phản ứng biến độ của hệ Thảo như là thiêu đốt, xung xuê, nở rộ, bung tỏa thì giờ đây đã có khả năng bạo kích rồi. Còn đúng là những cái phản ứng tăng cường lan tràn còn khiến cho đối thủ giảm 30% phòng thủ nữa. Và giảm phòng thủ đó chính là một cái trường hoàn toàn mới đối với lại đa số những cái nhân vật của chúng ta. Điều đó khiến cho là nó sẽ không bị pha loãng, cũng như là cái tăng sát thương tổng thể cũng lên rất là cao các anh em. Đó, có thể thấy là cung mệnh 2 tuy không phải gọi là thay đổi về chất đối với Thảo Thần Nahida, nhưng mà lại tăng cường cái khả năng hỗ trợ của Thảo Thần lên một cái tầm cao mới. Tiếp theo, một trong những cái cung mệnh mà Leo đánh giá rất là cao nữa đó chính là cung mệnh 1 của Hu Tao. Có thể nói là đối với những anh em tay to, chúng ta có khả năng cancel the animation, hoặc là chúng ta có thể kết hợp đánh hai lần tấn công thường, một lần trọng kích, thì cái việc mà mở khóa cung mệnh 1 này cũng không quan trọng lắm đó. Nhưng mà đối với lại đa số anh em lười giống như Leo đó, thì với việc mở khóa cung mệnh 1 này sẽ giúp cho chúng ta không cần quan tâm tới đó cái việc combo này nó phức tạp, chỉ cần việc lao vào trọng kích thọt đối thủ đến khi mà nó lăn á ra chết thì thôi. Ok, và đó chính là tất cả những cái cung mệnh mà Leo nghĩ rằng các anh em hoàn toàn có khả năng cân nhắc đầu tư đối với lại Genshin Impact. Đồng ý là có rất nhiều những cái cung mệnh mở khóa cho những cái nhân vật của chúng ta lên rất mạnh. Ví dụ như là cung mệnh 2 của Ito, đó làm cho Ito của chúng ta chu kỳ đánh mượt mà gõ rất là uy lực. Cung mệnh 2 của Ayaka khiến Ayaka trở thành một nhân vật gây sát thương diện rộng, thậm chí là còn có khả năng đánh tan chảy rất là tốt. Cung mệnh 1 của Ganyu, cung mệnh 2 của Kayuha, phải nói là Kayuha là một nhân vật hỗ trợ quá tuyệt vời rồi. Và cung mệnh 2 càng gia tăng cường hóa thêm cái khả năng hỗ trợ tuyệt vời của mình hơn khi mà tăng cho Kayuha 200 tinh thông nguyên tố, tăng cho đồng đội thêm 200 tinh thông nguyên tố nữa. Wow. Với 200 tinh thông nguyên tố thực sự là hoàn toàn có khả năng tạo ra những cái cú sốc sát thương khổng lồ. Hay là cung mệnh 2 của Zhong Li về cơ bản sẽ làm cho cái chu kỳ đánh bảo vệ của Zhong Li mượt mà hơn, rồi Zhong Li có khả năng đi co-op hợp tác tạo thành một cái khiên vô cùng vững chắc. Nhưng mà tổng thể thì những cái cung mệnh đó cũng chỉ là gia tăng thêm sát thương rất nhiều cho những cái nhân vật của chúng ta mà thôi, chứ mà không có nhiều cái sự gia tăng thay đổi về gameplay hay là về chất. Nên là anh em có thể đầu tư nếu như mà anh em yêu quý. Còn các anh em, chắc chắn là các anh em sẽ có những cái ý kiến khác. Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại các anh em trong những nội dung sau.